Xin chào các em. Trong chương trình tiểu học chúng mình đã được làm quen với một dạng toán cũng khá là hấp dẫn, đúng không? Dạng toán mà đi tìm tích đúng. Khi mà bài toán cho một cái nhân vật trong một cái bài toán nào đó thực hiện tính, nhưng mà do không may thì bạn ấy đặt tính không đúng, đúng không? Không, cái tích riêng thứ hai ấy, không lệch sang trái một cột so với tích riêng thứ nhất, dẫn đến cái kết quả sai. Và yêu cầu chúng ta đi tìm cái tích đúng. Đấy, bài toán rất là thú vị, đúng không? Thì ngày hôm nay thầy muốn chia sẻ với các bạn cái dạng toán đấy thông qua những cái ví dụ cụ thể. Vậy thì tường minh cách giải như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ thứ nhất của thầy nhé. Ví dụ 1. Khi nhân một số với 24, bạn Mai đã quên không viết tích riêng thứ hai lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất, đúng không? Do đó tích tìm được là 1218. Tìm tích đúng của phép tính nhân đó. Được chưa? Bây giờ chúng mình cùng phân tích nhé. Phân tích. Trước tiên thì thầy sẽ lấy cho các em một ví dụ để các em hiểu thế nào là tích riêng và tích chung đó, đúng không? Chúng ta có cái phép tính như thế này. Thầy nói ví dụ như 37 đem nhân với 24. Bây giờ thầy sẽ thực hiện phép tính nhân để cho các em xem nhé. 4, trước tiên chúng ta sẽ lấy gì nhỉ? Chữ số 4 để chúng ta nhân với thừa số thứ nhất. 4 x 7 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 4 x 3 bằng 12, nhớ 2 bằng 14, viết 14. Đây chúng ta gọi là tích riêng thứ nhất. À, tích riêng thứ nhất. Tích riêng thứ nhất được tạo ra từ phép tính nào? Lấy 4 nhân với 37. Đúng không? Lấy 4 đem nhân với 37. Đấy. Hay chúng ta thầy giả sử đây là số A đi. Một số A bất kỳ thì tích riêng thứ nhất sẽ là 4 nhân với A. Tiếp tục chúng ta thực hiện cái lượt nhân thứ hai. 2 nhân 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 nhân 3 bằng 6, nhớ 1 bằng 7, viết 7. Đây là tích riêng thứ hai. Đây là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai được tạo ra từ phép tính nào? Chúng ta lấy 2 nhân với 37. Đúng không? Hay giả sử là một số A bất kỳ thì cái tích riêng thứ hai chính là 2 nhân với A. 2 nhân với A. Đúng không? Chúng ta lấy 2 chúng ta nhân với cả số A này mà thì chúng ta sẽ được tích riêng thứ hai. Đúng không? Và cuối cùng chúng ta cộng lại hạ 8 viết 8 này. 4 cộng 4 bằng 8 viết 8 này. 1 cộng 7 bằng 8 viết 8. Ô, đẹp nhờ. Ô, lấy vô tình mà số đẹp thế. 3 con 8 liền, đúng không? Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng chúng ta để ý đến cái tích riêng cho thầy nhé. Tích riêng lẽ ra phải đặt tính như thế này. Nghĩa là cái tích riêng thứ hai phải lùi sang trái một ô, lùi sang trái một ô so với tích riêng thứ nhất. Cái này các em nắm được rồi, đúng không? Tích riêng thứ hai phải lùi sang trái một ô so một cột so với tích riêng thứ nhất. Nhưng với những cái bài toán dạng hôm nay chúng ta tìm, chúng ta làm thì cái tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai các bạn ấy lại quên mất, các bạn ấy không đặt lùi sang một ô và các bạn ấy đặt thẳng cột. Vậy thì tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai coi như hai số tự nhiên cộng với nhau. Được chưa? Số tự nhiên thứ nhất là 4 nhân A. Trong phép tính này nhé, phép cái tích riêng thứ hai là 2 nhân A. Như vậy cái tích tìm được sẽ là, hay thầy gọi đấy là cái tích sai. Tích sai sẽ là tổng của hai cái tích riêng này, tức là sẽ bằng
4 nhân A cộng 2 nhân A. Đúng không? Cái tích sai sẽ bằng 4 nhân A cộng với 2 nhân A. 4 nhân A là A được lấy 4 lần. A nhân 2 tức là 2 nhân A tức là A được lấy 2 lần. Vậy thì tổng kết lại sẽ là A sẽ được lấy, chúng ta viết bằng phép tính nhân, 4 cộng với 2. Cộng với 2. Đấy. Thì từ đây chúng ta rút ra một cái kết luận này. Cái tích sai sẽ được tính bằng thừa số thứ nhất, thừa số thứ nhất nhân với tổng các chữ số của thừa số thứ hai. Đấy. Thì chúng ta rút ra kết luận nhé. Tích sai này, thầy viết một phấn màu khác đi. Thầy rút ra kết luận này. Tích sai sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng thừa số thứ nhất. Thừa số 1 thừa số 1 hay gọi thừa số thứ nhất nhân với gì? Nhân tổng các chữ số của thừa số 2. Từ cái cách tính này chúng ta dễ dàng chúng ta tìm được cái thừa số thứ nhất, đúng không? Bằng cách chúng ta lấy cái tích sai ấy, chúng ta chia cho tổng các chữ số của thừa số thứ hai, đúng không? Và chúng ta dễ dàng có thể giải được bài toán này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bài toán này để chúng ta phân tích nhé. Vào bài toán này phân tích. Khi nhân một số với 24, một số đây với 24, bạn Mai đã quên không đạt tích dương thứ hai, lùi sang bên trái cho một cột so với tích dương thứ nhất. Cái này biết rồi. Thì tích tìm được là 1218. Tìm tích đúng. Tìm tích đúng. Đấy, công thức thì có rồi. Nhưng thầy tin là chắc là các bạn chưa thật sự hiểu, đúng không? Bây giờ chúng ta sang đây, chúng ta phân tích trực tiếp vào bài này. Tôi có số A, tôi đem nhân với 24. Số A tôi đem nhân với 24. Thì tích riêng thứ nhất sẽ là A nhân 4. Đúng không? A nhân 4. Tôi sẽ lấy 4 tôi nhân ngược lên mà. Và tích riêng thứ hai sẽ là A nhân 2. Các em đồng ý với thầy không? Tích riêng thứ nhất là A nhân 4, 4 nhân A mà, chúng ta nhân ngược trở lại, đúng không? Tích riêng thứ hai sẽ là 2 nhân xong chữ số hàng, đơn vị chúng ta nhân đến chữ số hàng chục, sẽ là 2 nhân A, đúng không? Và khi đó chúng ta cộng, do bạn ý đặt tính không lùi sang bên trái, nên chúng ta cộng như cộng hai số tự nhiên. Và tích cuối cùng chúng ta tìm được sẽ là A nhân mấy cộng mấy này? À, nhân 4 cộng 2. Đúng không? A nhân 4 cộng A nhân 2 thành A nhân 4 cộng 2. Đúng không? Đấy. Vậy thì dựa vào đây chúng ta sẽ có được những câu trả lời. Từ bước 1 chúng ta sẽ làm nhé. Đầu tiên em phải làm gì nhỉ? Đầu tiên em phải xem là cái tích riêng khi mà nhân thẳng cột như vậy thì chữ số thì số hạng thứ nhất sẽ được lấy bao nhiêu lần, đúng không? Ở tích riêng thứ nhất thì số hạng thứ nhất sẽ được lấy 4 lần. Ở tích riêng thứ hai thì số hạng thứ nhất sẽ được lấy 2 lần. Như vậy ở cái tích sai ấy, thì số hạng thứ nhất sẽ được lấy mấy lần nhỉ? Sẽ được lấy 6 lần, đúng không? 6 lần số hạng thứ nhất
thì bằng 1218. Vậy thì chúng ta dễ dàng tìm được số hạng thứ nhất rồi, đúng chưa nào? Đấy, các em hiểu không? Rất là đơn giản thôi. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng bắt đầu giải nhé. Trong quá trình giải thầy sẽ nói kỹ hơn. Dạng toán mới nhưng thầy sẽ nói kỹ hơn, được chưa? Bài giải nào. Giải. Câu trả lời thứ nhất là gì nhỉ? Câu trả lời thứ nhất này. Khi nhân một số với 24 này, bạn Mai đã quên không viết tích riêng thứ lùi sang, do đó tích tìm được là 1218, đúng không? Đấy. Chúng ta tránh những cái câu trả lời dài dòng thì các em sẽ cảm thấy gì nhỉ? Để khó khăn. Đấy. Vậy thì khi nhân với 24 mà chúng ta không đặt tính lại cột ấy, thì vừa nãy thầy phân tích rồi đúng không? Thì cái tích sai sẽ bằng thừa số thứ nhất lấy 4 lần cộng với thừa số thứ nhất lấy 2 lần. Tức là thừa số thứ nhất sẽ được lấy 6 lần, đúng không? Thế chúng ta sẽ có câu trả lời đầu tiên này. Tích riêng. Tích tìm được. Tích tìm được. Gấp số hạng thứ nhất gấp thừa số thứ nhất, xin lỗi các bạn, gấp thừa số thứ nhất gấp thừa số thứ nhất số lần là chúng ta phân tích rồi đúng không? Tích sai bằng thừa số thứ nhất nhân với 4 cộng 2. Vậy thì tích tìm được ấy sẽ gấp thừa số thứ nhất là 4 lần của cái tích riêng thứ nhất cộng với 2 lần của cái tích riêng thứ hai, và chúng ta có kết quả là 6 lần. Đấy. Như vậy số hạng thứ nhất gấp lên 6 lần thì được 1218. Được chưa? Số hạng thứ nhất gấp lên 6 lần thì được 1218. Vậy số hạng thứ nhất chính là một thừa số, đúng không? Muốn tìm một thừa số ta lấy cái tích này. Chúng ta chia cho số lần, chia cho thừa số kia là chia cho 6, đúng không? Vì gấp lên 6 lần thì được 1218. Vậy thì muốn tìm cái thừa số thứ nhất chúng ta chỉ cần lấy 112. 1218 chúng ta chia ngược trở lại thôi, chia cho 6 thì sẽ ra thừa số thứ nhất. Chúng ta có câu trả lời thứ hai là thừa số thứ nhất là 1218 và đem chia cho mấy nhỉ? Chia 6 bằng 2 này, 0 này, 3. Thừa số thứ nhất chúng ta tìm ra là 203. Bây giờ có thừa số thứ nhất rồi, có thừa số thứ hai rồi, chúng ta chỉ việc nhân để tìm ra tích đúng của nó, đúng không? Tích đúng là 203 và nhân với bao nhiêu? Đây là thừa số thứ nhất này, thừa số thứ hai vẫn là 24 đúng không? Đem nhân với 24. Bây giờ chúng ta thực hiện nhân thôi. 203 nhân 24. Chúng ta có thể nhân nhẩy cũng được. Bây giờ chúng ta thực hiện nhân nhé. 43 12 nhân 2 nhân 1 này. 40 là 0 nhân 1 là 1 này. 42 là 8 này, 23 là 6 này, 20 là 0 này, 22 là 4 này, 2 này,
7 này, 8 này, 4 này, 4.872. Kiểm tra lại xem đúng nhé, nhân sai mất thời gian. 43.12 nhân 1, 40 được 0 nhân 1 được 1, 42 là 8 đúng rồi này, 23 là 6, 20 được 0, 22 là 4, 2 này, 7 này, 8 này, 4 chuẩn rồi. Đáp số này, được chưa nhỉ? Đấy, vậy cái điểm mấu chốt để các em có thể giải được bài tập này đấy là chính là cái bước nhìn nhận ấy. Cái bước nhìn nhận, cái khi mà chúng ta đặt tính ấy, mà các cái tích riêng không lệch cột thì nó cộng như cộng hai số tự nhiên, và khi đó thì cái thừa số thứ nhất sẽ được lấy 4 lần ra tích riêng thứ nhất, thừa số thứ nhất lấy 2 lần ra tích riêng thứ hai. Vậy thì cộng tổng hai cái tích riêng này vào ra thành gì? Thừa số thứ nhất lấy 4 cộng 2 lần thì chúng ta có câu trả lời thứ nhất. Và từ đó thì chúng ta tìm ra thừa số thứ nhất và dễ dàng tính ra cái tích đúng của nó. Em thấy đơn giản không nhỉ? Đơn giản đúng không? Chúng ta sẽ cùng sang bài tập số 2 để chúng ta có thể ứng dụng cái kiến thức mà thầy vừa hướng dẫn cho các bạn để vào làm những cái bài tập tiếp theo nhé. Bài tập số 2 như sau. Khi nhân một số với 32, một bạn đã đặt các tích riêng thẳng cột như trong phép cộng nên có kết quả là 2005. Tìm tích đúng của số đã cho, đúng không? Chúng ta sẽ phân tích nhá. Phân tích này. Chúng ta những cái bài này thì chúng ta cần phải chú ý cho thầy một chút này. Chúng ta đang cần đi tìm tích đúng. Bây giờ thầy phân tích theo sơ đồ ngược nhé. Bài này thầy sẽ phân tích khác đi một tí để cho các bạn dễ tưởng tượng hơn. Chúng ta đang cần tìm tích đúng. Đúng không? Muốn tìm được tích đúng thì chúng ta phải tìm được thừa số thứ nhất. Đấy. Thừa số thứ nhất, vì thừa số thứ hai chúng ta đã có là 32 rồi, đúng không nào? Vậy thì muốn tìm được tích đúng thì chúng ta chỉ cần biết thừa số thứ nhất, thì chúng ta lấy thừa số thứ nhất nhân với 32 thì ra tích đúng, được chưa? Vậy nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm cái thừa số thứ nhất, tìm thừa số thứ nhất. Nhưng mà muốn biết được thừa số thứ nhất thì chúng ta phải dựa vào cái gì? Số 32 chúng ta đã sử dụng để chúng ta nhân vào tạo ra tích đúng rồi. Coi như số 32 chúng ta đã sử dụng rồi. Chúng ta chỉ còn một dữ kiện nữa, đó là cái tích sai. Thầy cứ gọi đây là tích sai cho dễ nhé. Chúng ta phải dựa vào cái tích sai. Hay lúc này các em hình dung, đó là chúng ta phải đi tìm mối quan hệ giữa thừa số thứ nhất và cái tích sai. Phải tìm được mối quan hệ giữa thừa số thứ nhất và tích sai. Tích sai ở đây là 2005. Đấy. Chúng ta phải tìm được mối liên hệ giữa hai anh này. Được chưa? Vậy thì mối liên hệ thế nào? Chúng ta sẽ cùng thử đặt tính ra ngoài nhá. Nhá, thì chúng ta sẽ thấy được thôi. Thầy có số A này. Thầy viết to ra một chút. Thầy đem nhân với 32. Nhân 32 thì thầy lượt thứ nhất thầy sẽ lấy 2 thì nhân với số A này, thầy sẽ được tích riêng thứ nhất, tức là A nhân 2 là tích riêng thứ nhất. Tích riêng thứ hai chúng ta sẽ lấy chữ số hàng chục, ta nhân với số thừa số thứ nhất, chúng ta sẽ có A 3 nhân A hay chính là A nhân 3, đúng không?
Để tích riêng thứ hai là a nhân 3. Thì sau khi cộng lại chúng ta có kết quả là 2005. Chúng ta có kết quả là 2005. Vậy thì 2005 được tính bằng cách chúng ta lấy a nhân 2 cộng với a nhân 3. Đúng chưa? A nhân 2 cộng a nhân 3 thì thành 2005. A nhân 2 tức là a được lấy mấy lần nhỉ? Lấy 2 lần. A nhân 3 là a được lấy 3 lần. Vậy thì tổng hai cái tích này sẽ bằng a được lấy 5 lần. 5 lần. Vậy thì chúng ta sẽ có mối liên hệ giữa tích sai chính là 2005 và thừa số a như thế nào nhỉ? A nhân 5 thì sẽ bằng 2005. Vậy thì cái tích sai này nó sẽ gấp 5 lần thừa số thứ nhất. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ tìm được mối liên hệ giữa thừa số thứ nhất và tích sai, đó là tích sai gấp 5 lần thừa số thứ nhất. Vậy thì dễ dàng chúng ta sẽ tìm được thừa số thứ nhất rồi đúng không? Nhưng trong đề bài, trong bài giảng thì chúng ta phải cho thầy cô giáo thấy được rằng vì sao tích sai lại gấp 5 lần thừa số thứ nhất, đúng không? Chúng ta đi tìm con số 5 này. Đấy, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có câu trả lời đầu tiên nhé. Tích sai, chúng ta cứ viết tích sai hoặc là chúng ta trước tiên chúng ta viết bài giải lại nhé. Bây giờ chúng ta dùng thì tích sai được mà chúng ta dùng 2005 cũng được. Thì chúng ta viết là 2005 này gấp gấp thừa số thứ nhất hay là gấp cái số cần tìm này. Đấy. Gấp số cần tìm. Số lần là chúng ta sẽ lấy bao nhiêu nhỉ? Lấy 3 này. Cái 2005 qua phân tích thì chúng ta thấy rằng 2005 nó sẽ gấp 5 lần thừa số thứ nhất. Vậy làm thế nào để chúng ta tìm được cái 5 này? 5 lần ở đây chính là tích riêng thứ nhất gấp 2 lần, tích riêng thứ hai gấp 3 lần thừa số thứ nhất. Vậy thì cái tích chung nó sẽ gấp 2 cộng 3 bằng 5 lần thừa số thứ nhất. Vậy thì chúng ta sẽ ghi đây là 2 cộng 3 bằng 5 lần. Ok chưa? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có 2005 sẽ gấp 5 lần thừa số thứ nhất. Hay chúng ta có thể hiểu được đó là a nhân với 5 thì bằng 2005. Vậy khi đó cái số chúng ta cần tìm chính là một gì? Chính là một thừa số. Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia. Vậy muốn tìm cái số ban đầu ấy, đúng không? Cái số mà thừa số thứ nhất chúng ta chỉ cần lấy 2005 và chúng ta chia cho mấy nhỉ? Chia cho 5, đúng không? Rất đơn giản. Câu trả lời thứ hai chúng ta sẽ có là thừa số thứ nhất là thừa số thứ nhất là chúng ta lấy 2005 và chúng ta đem chia cho 5. Chia nhá. 20 chia 5 bằng 4, viết 4 này. 0 chia 5 bằng 0 này. 5 chia 5 bằng 1, 401. Chúng ta có thừa số thứ nhất rồi, chúng ta có tìm được tích đúng không nhỉ? Chúng ta chỉ cần lấy thừa số thứ nhất và nhân với thừa số thứ hai là 30 mấy? 32, đúng không? Chúng ta có tích đúng là
Chúng ta lấy 401 nhân với 32 401 chúng ta lấy 403 401 này nhân với 32 đúng không? Hai một là 2 viết 2 này, 20 là 0, 24 là 8 này, đúng không? 31 là 3 này, 30 là 0 này, 34 12 này, 2 3 8 12 12832 đúng không? 12832. Đáp số được chưa nhỉ? Giờ như vậy bài tập này các em đã hiểu chưa nhỉ? Hiểu rồi đúng không? Chúng ta sang bài tập tiếp theo nhé. Bài tập số 3 như sau. Khi nhân một số với 245, chúng ta thấy có điểm khác biệt rồi đúng không? Không phải nhân với số có 2 chữ số nữa, mà đây chúng ta đã nhân với số có 3 chữ số. Một bạn đã làm tích riêng thẳng cồn nên cho phép cộng, cái này thì vẫn thế rồi đúng không? Nên tìm ra kết quả là 4257. 4257 chính là tích sai, đúng không? Tìm tích đúng của phép nhân đó. Phân tích. Bây giờ chúng ta giải được cái khâu phân tích, bài 1, bài 2 thì đã phân tích kỹ rồi. Đúng không? Bây giờ thầy sẽ phân tích theo cái hướng là chúng ta đã quen rồi. Bây giờ các em nhìn nhé. Giả sử cái số ban đầu là A. Cái thừa số thứ nhất là A. Cái thừa số thứ hai là 245. 245. Sau đó bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đó là tìm mối liên hệ giữa thừa số A và gì? Và cái tích sai. Tích sai. Ở đây tích sai chính là 4257. Thì qua quá trình phân tích chúng ta biết rồi, đúng không? Cái tích sai ấy, bài tập số 1 thầy đã nhấn mạnh cho các bạn rồi. Tích sai sẽ chính là bằng thừa số thứ nhất nhân với tổng của gì? Nhân với tổng các chữ số của thừa số thứ hai. Tích sai này sẽ bằng thừa số thứ nhất này nhân với gì nào? Nhân với tổng các chữ số của thừa số thứ hai. Thừa số thứ hai là 245. Vậy thì tích sai sẽ được tính bằng thừa số thứ nhất nhân với tổng của 2 cộng 4 và cộng 5. Ghi nhớ này đã được rút ra qua quá trình các em làm hai bài tập số 1 và bài tập số 2 rồi đúng không? Vậy thì chúng ta chỉ cần phân tích như thế này thôi, chúng ta thấy tích sai sẽ bằng thừa số thứ nhất nhân với tổng các chữ số của thừa số thứ hai. Vậy đầu tiên đó là chúng ta sẽ tìm cái này đã, đúng không? Tìm xem là tích sai gấp bao nhiêu lần thừa số thứ nhất đã, đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu thấy dễ rồi đúng không? Giờ tích sai này chúng ta viết luôn là 4257. 4257 gấp thừa số thứ nhất. Gấp thừa số thứ nhất. Số lần là 2 sai nó sẽ bằng thừa số thứ nhất nhân với tổng các chữ số của thừa số thứ hai. Tổng các chữ số của thừa số thứ hai.
Vậy thì tích sai sẽ gấp thừa số thứ nhất là 2 cộng 4 và cộng với 5 bằng 11 lần. Như vậy, cái thừa số thứ nhất là A đem nhân với 11 thì sẽ bằng 4.257, đúng không? Thì tích sai gấp 11 lần thừa số thứ nhất mà. Do đó tích sai sẽ bằng thừa số thứ nhất nhân 11 lần. Bây giờ chúng ta đang cần tìm cái thừa số thứ nhất. Chúng ta tìm thế nào? Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Vậy thì muốn tìm thừa số thứ nhất, chúng ta chỉ cần lấy tích sai này, này. Chúng ta chia cho 11 là xong nhé. Chúng ta sẽ có câu trả lời thứ hai là gì nhỉ? Tích thừa số thứ nhất là chúng ta sẽ lấy 4.257 và chúng ta sẽ chia cho 11. Chia cho 11, bắt đầu chia nhé. 42 chia 11 thì chỉ được 3 thôi, đúng không? 3 nhân 11 bằng 33 này. Thôi, thầy đặt tính ra đi cho em dễ tưởng tượng. Bằng 3, 33, 42 trừ 33 được 9, 95 chia 11 chỉ được 8 thôi. 88, 95 trừ 88 bằng 7, hạ 7, 77 chia 11 bằng 7, kết quả bằng 387. 387 là thừa số thứ nhất. Vậy thì chúng ta tìm tích đúng, chúng ta chỉ cần lấy thừa số thứ nhất và nhân với thừa số thứ hai, đúng không? Chúng ta sẽ có câu trả lời tiếp theo là tích đúng là chúng ta lấy 387 là thừa số thứ nhất, đúng không? Nhân với thừa số thứ hai là nhân với 245. Đấy, giờ chúng ta phải nhân số này, đúng không? Chịu khó nhân nhá. 387 này và nhân với 245, đúng không? 375 nhờ 3 này, 3840 nhờ 3 còn 43 với 3 nhờ 4 này, 3315 nhờ 4 19 này, đúng không? 4728 với 8 nhờ 2 này, 4832 nhờ 2 đúng không? 34 với 4 nhờ 3 này, 512 nhờ 3 bằng 15 này, 2714 viết 4 nhớ 1 này, 2816 nhớ 1 bằng 17, viết 7 nhớ 1 này, 2316 nhớ 1 bằng 7. Bây giờ chúng ta cộng, hạ 5 viết 5, 3 cộng 8 11 viết 1 nhớ 1, 9 cộng 8 17 nhớ 1 bằng 18, viết 8 nhớ 1, 1 cộng 5 bằng 6, 6 7 13 nhớ 1 14, viết 4 nhớ 1, 1 cộng 7 là 8 nhớ 1 là 9, 94.800. Kép kiểm tra lại phép tính nhé. Chúng ta kiểm tra kỹ lại phép tính. Tất cả những cái phép tính nhân, sau khi mà chúng ta nhân xong, chúng ta kiểm tra kỹ lại cho thầy nhé. Và chúng ta đáp số này. Đấy. Như vậy qua 3 bài tập này chúng ta đã tương đối thành thạo rồi, đúng không nào? Thầy nhắc lại 3 bước để chúng ta có thể làm được bài tập tìm tích đúng nhé. Bước thứ nhất, em so sánh tích sai. So sánh cái tích sai với thừa số thứ nhất. So sánh, được chưa? Xem nó hơn kém nhau bao nhiêu lần. Sau khi so sánh xong, bước thứ hai chúng ta đi tìm thừa số thứ nhất. Được chưa? Tìm được thừa số thứ nhất rồi, chúng ta dễ dàng tìm tích đúng bằng cách lấy thừa số thứ nhất và nhân với thừa số thứ hai mà bài tập đã cho nhé.
Với giảm bài tập như bài tập số 1, số 2, số 3, các em sẽ giảm theo 3 bước như thế này cho thầy. Được chưa nào? Trong cái chuyên đề này thì có một bài tập nó hơi khác một chút. Thầy cũng muốn giới thiệu với các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với bài tập số 4 của thầy nhé. Bài tập số 4 như sau. Khi nhân 784 với một số có 3 chữ số giống nhau. Các em có thể thấy cái điểm khác nhau không nhỉ? Vừa nãy là một số chưa biết nhân với một số đã biết. Thì bài tập này khác, bài tập này là một số đã biết đem nhân với một số chưa biết. Đấy, nó có điểm khác nhau rồi đấy. Bạn mình đã đặt tính, đặt các tích riêng không thẳng cột này, thẳng cột đúng không? Như trong phép cộng nên được kết quả là 9.108, tính tích đúng. Giờ chúng ta phân tích nhé. Thầy giả sử cái số mà cần tìm là AAA, cái số có 3 chữ số, thì khi đó chúng ta sẽ có 784 nhân với cả AAA. Đúng không? Nhân với AAA. Thì lượt nhân thứ nhất, thầy lấy A, thầy nhân với 784 để thầy tìm ra tích riêng thứ nhất. Như vậy tích riêng thứ nhất là A nhân 784. Lượt nhân thứ hai thầy lấy A, thầy cũng nhân với 784. Như vậy tích riêng thứ hai cũng là A nhân 784. Và tương tự như vậy, lượt nhân thứ ba cũng là A nhân 784. Thì kết quả của chúng ta được kết quả là 9.408. Đúng không? Như vậy các em để ý thấy là ba cái tích riêng bằng nhau. Và bạn ý đặt tính thẳng cột và bạn cộng 3 cái này lại thì kết quả là bằng 9.408. Như vậy 9.408 bằng tổng của 3 tích riêng giống nhau. Giống nhau. Hay thầy nói cách khác đó là một cái tích riêng này đem nhân với 3 thì được 9.408. Đúng không? Vậy thì một tích riêng nhân với 3 bằng 9.408. Muốn tìm tích riêng này chúng ta chỉ cần lấy 9.408 và chúng ta chia cho 3. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm tích riêng nhé. Bài giải. Đầu tiên chúng mình sẽ đi tìm cái tích riêng, đúng không? Ba tích riêng giống nhau tổng cộng lại thì ra 9.408. Vậy thì một tích riêng lấy 3 lần sẽ bằng 9.408. Muốn tìm một tích riêng ta lấy 9.408 chia cho 3 thôi. Tích riêng là 9.408 là chia cho 3. 9 chia 3 được 3, viết 3. 9 3 được 1. Dư 1, 10 chia 3 bằng 3. Dư 1, 18 chia 3 bằng 6. Như vậy chúng ta đã tìm được một tích riêng là 3.136. Đây chính là tích riêng đúng không? Tích riêng là đây. Em nhìn thấy A nhân 784 là một tích riêng, đúng không? A nhân 784 là một tích riêng. Và tích riêng này bằng 3.136. Vậy thì chúng ta sẽ có là A nhân 784 sẽ bằng 3.136. Vậy thì lúc này cái chữ số A này nó sẽ được tính bằng, muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia thừa số kia, đúng không? Thì muốn tìm thừa số A ta lấy 3.136 và chia cho 784, thế thôi. Vậy thì bước thứ hai chúng ta sẽ đi tìm một cái chữ số giống nhau ấy. Chữ số giống nhau. Giống nhau. Của thừa số thứ hai
là muốn tìm chữ số đấy thì chúng ta sẽ lấy 3136 là một tích riêng và chúng ta đem chia cho 784. Chúng ta có kết quả bằng 4. Như vậy cái chữ số giống nhau là 4. Cái số có 3 chữ số này sẽ là số 444. Đúng không? Số 444. Số thừa số thứ hai là 444, thừa số thứ nhất là 784. Để chúng ta dễ dàng có thể tính được tích đúng, đúng không? Tích đúng là 784 và nhân với 441. Và chúng ta thực hiện tính nhân ra nhé, chúng ta có là 348.096 và chúng ta đáp số đấy. Như vậy các em thấy rằng cái bài tập này chúng ta luôn đi theo 3 bước, đúng không? Với bài tập số 1, số 2 chúng ta đi theo 3 bước. Và bài tập số 4 cũng vậy, chúng ta cũng đi theo 3 bước. Nhưng 3 bước của bài tập số 4 thì khác so với 3 bước của bài tập số 1, số 2, số 3. Thì với dạng bài tập này các em cần phải chú ý, đó là chúng ta cần phải có cái bước gì nhỉ? Bước phân tích, đúng không? Từ cái phân tích này thì chúng ta sẽ có những cái bước nào. Và bài tập này cần sự gì nhỉ? Linh động của các bạn khi mà chúng ta thực hiện giải bài tập này nhá. Và qua bài tập số 1, số 2, số 3, số 4 thì thầy đã củng cố cho các bạn những cái kiến thức liên quan đến cái việc tìm tích đúng của một cái phép tính nhân sai, đúng không nào? Thì các em cố gắng làm bài tập và thực hành làm thật nhiều nhé. Bài tập số 5 của thầy như sau. Khi nhân một số với 124, bạn học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột với nhau, đúng không? Nên được kết quả sai là 88.2. Tìm tích đúng. Đấy. Vậy thì bài này các em tự để ý thấy có điểm gì khác với cái bài tập trước? Có điểm khác đó là cái tích sai lại là một gì? Lại là một số thập phần. Đấy. Còn đâu về cơ bản thì nó không có gì khác, đúng không? Vậy thì chúng ta cùng phân tích nhé. Phân tích. Chúng ta cần tìm mối liên hệ giữa thừa số thứ nhất với cả cái tích sai là 88.2. Ở đây là tích sai, đúng không? Vậy thì thầy đã nói từ bài tập số 1 rồi, tích sai sẽ bằng thừa số thứ nhất nhân cái gì nào? Đố các em nhớ được đấy. Tích sai sẽ bằng thừa số thứ nhất nhân gì nào? À, sẽ bằng thừa số thứ nhất nhân với tổng của các chữ số, tổng các chữ số của thừa số thứ hai, tức là nhân với 1 cộng 2 và cộng 4, đúng không? Vậy thì tích riêng thứ tích sai sẽ bằng thừa số thứ nhất nhân với 7. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ có 3 bước để làm. Thì các em nhớ rồi, bước thứ nhất chính là bước đi tìm mối liên hệ giữa tích sai và a, hay nói cách khác đó là chúng ta đi tìm xem 88.2 sẽ gấp bao nhiêu lần a, đúng không? Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Bây giờ bài giải này, 88.2 gấp thừa số thứ nhất số lần là 1 này, tích sai sẽ gấp thừa số thứ nhất chính là tổng các chữ số của thừa số thứ hai,
tích sai bằng thừa số thứ nhất nhân với tổng các chữ số của thừa số thứ hai. Vậy thì tích sai sẽ gấp 1 cộng 2 cộng 4 lần. Tích sai thì gấp 1 cộng 2 cộng 4 lần thừa số thứ nhất. Đã có 1 cộng 2 cộng 4 và bằng 7. Đơn vị là lần. Đánh số là lần. Tích sai gấp 7 lần thừa số thứ nhất, hay nói cách khác đó là A tức là thừa số thứ nhất nhân với 7 thì bằng tích sai là 88,2. Đúng chưa? Vậy thì A tức là cái thừa số chưa biết chính là một thừa số. Muốn tìm một thừa số ta phải tích chia thừa số kia. Vậy thì bước tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm cái thừa số thứ nhất bằng cách lấy tích sai và chia cho 7. Đúng không? Chia 7. Thừa số thứ nhất là 88,2 và chúng ta đem chia 7. 8 chia 7 là 1, viết 1. Đúng không? 1 x 7 7 dư 1, 18 chia 7 bằng 2. 2 x 7 14 và dư 4. Đúng không? 4, bây giờ chúng ta muốn mượn phần thập phân, lấy phần thập phân thì chúng ta phải đạt thập phân. 42 chia 7 bằng 6, chúng ta có kết quả là 12,6. 12,6 chính là thừa số thứ nhất. Vậy bây giờ thừa số thứ nhất là 12,6. Thừa số thứ hai là 124 thì chúng ta dễ dàng có câu trả lời thứ hai đó, tích đúng là 12,6 đem nhân thừa số thứ hai là 124. Và chúng ta thực hiện nhân ra bài nháp cho thầy. Để chút thầy nhân ra bài nháp cho nó nhanh hơn nhân bài. Chúng ta thực hiện nhân lại 1562,4. Đáp số 1562,4. Đây chính là đáp án của chúng ta, đúng không? Như vậy các em chú ý cho thầy nhé. Tất cả những cái bài dạng này, dù là tích sai là số tự nhiên hay là số thập phân, chúng ta vẫn tuân theo các cái quy trình ba bước nào của thầy. Bước thứ nhất đó là tìm xem cái tích sai và cái thừa số thứ nhất. Tích sai nó gấp bao nhiêu lần thừa số thứ nhất. Đấy là bước thứ nhất. Bước thứ hai, khi mà tìm được mối liên hệ rồi, chúng ta sẽ đi tìm thừa số thứ nhất. Khi tìm được thừa số thứ nhất, chúng ta dễ dàng tìm được tích. Em cứ nhớ ba bước này, không bao giờ các em sai cả. Được chưa nào? Đấy. Như vậy ngày hôm nay thầy đã giới thiệu với các bạn một dạng toán tiếp theo, một dạng toán cũng khá mới đúng không? Đó là đi tìm tích đúng. Và bài tập này cũng hay xuất hiện, kể cả trong các cái vở thực hành của các em thì cũng hay xuất hiện. Thì thầy hy vọng là các em sẽ tích cực làm phiếu bài tập số 1, phiếu bài tập số 2. Và khi chúng ta làm bài này thì chắc chắn chúng ta sẽ thành thạo. Được chưa nhỉ? Chúc các em sẽ học tập thật tốt nhé. Xin chào các em.